Cá chim trắng bà con đã biết hết phải không bà con? Cá chim trắng nó tốt vô cùng, nó tốt cho sức khỏe nhưng mà nó cũng rẻ tiền bà con ạ. Mà không phải nó tốt cho sức khỏe nó rẻ tiền thì được rồi, nhưng mà có những người không nên ăn, bởi vì ăn cá chim trắng nào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó chứ không thấy được đâu. À, không nên ăn là những người đang qua mắt chóng mặt, những người say sẩm, huyết hư, hồi hộp, mệt mỏi, mất ngủ, mỡ máu, bệnh huyết áp, bệnh mạch vành, suy nhược cơ thể là vui lòng đừng ăn cá chim trắng. Chứ ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Còn cá chim trắng thì nó có nhiều dinh dưỡng, nó tốt cho nhiều vì nó có omega 3, nó có nhiều protein kiện từ dưỡng huyết, bổ vị cố tinh, tốt cho gân cốt, vận động mạnh, vận động cấp cao, dùng cho người bệnh kém ăn, cơ thể tốt cho nó khỏi sẽ bị suy nhược, nó tốt cho những người bị hồi hộp, chóng mặt, mất ngủ, đau nhức, tê bại vùng cổ, thắt lưng, và nó tốt cho tay, cho chân, xương cốt. Khi ta ăn thì ăn bình thường như những loại cá khác, nhưng mà ăn 6 ngày chúng ta phải nghỉ một ngày bà con ạ. Ăn 6 ngày nghỉ ngày rồi mới tiếp tục ăn tiếp. Kênh chúng tôi lúc nào cũng một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bệnh gì ăn gì và không nên ăn những thứ gì thì bà con thấy được. Vui lòng đăng ký để 4 video chúng tôi đến nhanh hơn và ủng hộ chúng tôi. Như vậy là chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Cá chim trắng những người không ăn là qua mắt chóng mặt, say sẩm, huyết hư, hồi hộp mỏi mệt, mất ngủ, mờ mắt, huyết áp, bệnh mạch vành, suy nhược cơ thể, mỡ máu. Còn cá chim trắng ăn thì nó có nhiều dinh dưỡng, nó tốt, nó có nhiều omega 3, có nhiều protein kiện từ dưỡng huyết, bổ vị dưỡng tinh, tốt, tốt cho gân cốt, tốt, tốt cho vận động cao, tốt, tốt cho những người bệnh kém ăn, tốt, tốt cho cơ thể suy nhược, tốt, tốt cho hồi hộp, tốt, chóng mặt, mất ngủ, đau nhức tê bại ở vùng cổ là vùng thắt lưng, tay chân ăn bình thường như những loại cá khác. Ăn 6 ngày nghỉ một ngày bà con ơi. Bà con thấy được vui lòng đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi và đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Cảm ơn, xin chào, đăng ký bà con ơi, chia sẻ bà con ơi.